Một, nói thật các anh chị là tôi là dân toán, tôi rất thích công thức. Khi đi làm kinh doanh ấy, thì bây giờ là mấy cái đối tác của tôi bảo thế công thức của anh là gì? Các anh chị có nghe thấy quen quen không? Công thức của anh là gì? Tức là nếu như các anh chị biết công thức ấy, thì các anh chị biết tất cả. Và hôm vừa rồi tôi đi vào trong Đà Nẵng, thì anh Vân là chủ tịch của công ty nước sạch Ninh Bình, anh mới chia sẻ cho tôi là Nhật hôm tới em mà đi dạy, em nhất định em phải nói về câu chuyện của anh. Đó là anh tìm được công thức từ trong sọt rác. Anh tìm được công thức từ trong sọt rác. Tức là ngày đấy thì ông là làm trợ lý cho một giám đốc của công ty than. Mà trợ lý của công ty than này thì ông này ông rất là ngoan, tức là cái ông Vân này, ông là rất là ngoan và ông được tổng giám đốc rất là yêu, thành ra là tin giao cho rất là nhiều món, giao cho đặc biệt là vấn đề là giao cho vấn đề là mua các cái vật tư để về để cho công ty. Thế và khi mà mua như vậy thì ông không bao giờ có vấn đề là ý tứ gì cả, không có bất cứ cái cài cắm gì cả. Thế và vì ông ngoan như vậy và ông ấy được quyền như vậy, thành ra là rất là nhiều người nhờ thì ông trợ lý đấy là thì cho chị một xe than, cho anh một xe than các thứ này kia. Thế anh cũng rất là sởi lởi là cho, bởi vì lúc đấy là dư rất là nhiều, bởi vì là do cái sự tồn tích kia. Thế và có một cái anh là người trực Nhật và take care về tất cả những vấn đề dọn rác, dọn dẹp các thứ. Thế và cuối cùng thì hôm đấy cái anh này, anh bảo vệ này, anh bảo là ông ra đây, tôi bảo ông tuyệt vời nhưng mà ông ngu lắm. Sao lại ngu? Ông phải, bây giờ ông phải biết là ông có cái quyền rất là lớn và ông phải xem thế nào, ông phải có một cái để mà ông được chia chứ, đúng không? Phải được chia chứ. Em chả biết gì cả, anh nói em ấy. À thế được rồi, thế bây giờ tao nói cho mày thì mày phải làm sao, mày phải chia cho tao nhé. Đấy, thế thì bây giờ tao nói cho mày biết rằng là tất cả đều có công thức cả, đều có công thức cả. Thế và thế thì ông này bảo công thức gì? Em chả hiểu bây giờ. Ông lúc đấy ông rất là tồ tệ. Ông vì ông người ra trường thì ông chỉ biết đi làm và làm sao là mang đến ấy. Thế xong rồi cuối cùng là anh bảo vệ anh mới rút ra một cái giấy vò. Đây nhá, giám đốc chừng này phần trăm này. Ông này là chỗ này kế toán trưởng này. Chỗ này là ông này. Đấy. Mày biết chưa? Đấy là công thức. Thế và ông này ông mới té ngửa ra. Ô thế à? Thế và sau đó rồi thì ông anh này của tôi mới từ đấy mới biết là hóa ra là có công thức. Và khi mà ông trợ lý này ông ngày càng làm cho bên sếp là càng biết, thì một ngày kia ông sếp bảo thôi bây giờ anh giao cho chú cái này và chú hãy làm cho anh, và bây giờ chú phải làm thế nào để cho mọi người đều phải là happy. Thế và cuối cùng thì ông bắt đầu là lấy cái công thức kia để mà chế sang cái này. Và cuối cùng là sếp rất happy, thằng này được. Và thằng này có vẻ là rất là thông minh. Và thực chất là nhờ cái đấy mà anh ấy đã trở nên là được sếp rất là ưu ái và giao cho rất nhiều các việc khác. Thì đó là một trong những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các chị ở đây, là tìm được công thức trong sọt rác. Nhưng mà ý tôi muốn ở đây là gì? Là các công thức nó đều, mỗi một lĩnh vực, mỗi một vấn đề để chúng ta giải quyết, hãy tìm đến formula, hãy tìm đến cái công thức và làm thế nào đấy để chúng ta có được những công thức mà cứ công thức đấy mà ra.